Đây là chương trình Siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio và Mộng Lan. Đây là chương trình Siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio cùng Mộng Lan dưới ống kính của Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, xin kính chào cô Mộng Lan. Kính chào tất cả quý cụ ông bà, anh chị em thân thương đang lắng xem và theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả và thưa thầy, là trong tuần vừa qua thì Mộng Lan có hứa là trong lần này thầy sẽ nói về âm nam dương nữ và ngược lại là dương nữ và âm nam. Phần nhiều đó Mộng Lan thấy là nam thì phải dương mà nữ thì phải âm, nhưng mà có những cái vấn đề như là vì một cái ngôi sao nào đó trong tử vi đó thưa thầy, thì là nam lại là âm mà nữ lại là dương, phải không thầy? À, thưa cô Mộng Lan, thưa quý vị, thưa tất cả các sư huynh tỷ muội cùng trong nghề, cho tôi tâm sự một chút xíu về vấn đề phạm vi. Tại sao mà con người ta nó cứ thắc mắc cái gì mà âm nam, cái gì mà dương nữ? Tại vì định luật ở trong tử vi á, hễ mà là đàn ông mà là dương nam và âm nữ thì phải tính cái đại hạn nó chạy theo, đó là chiều thuận. Mỗi một cung nó đại diện cho 10 năm. Còn mà âm nam và dương nữ thì bắt đầu là phải tính nghịch. À, từ thở lọt lòng cho đến khi kết thúc của cuộc đời của 12 cung số, nó là như vậy. Thì hôm bữa cô có thắc mắc nói là trong một cái của cái người dương nam và âm nữ nó đi thuận thì sao, đến lứa tuổi nào sao, thì bây giờ tôi xin nói về một cái khía cạnh một chút xíu, nó như thế này. Ví dụ dương nam âm nữ thì bắt đầu là nó tính theo chiều thuận, thì mình lấy cái thủy nhị cục đi là con số 2. Hãy mà hỏa lục cục thì nó là con số 6. Thì nó 2, 12, 22 mệnh phụ phúc. Bất cứ ai, bất cứ cái tuổi nào mà là dương nam và âm nữ thì từ 22 tuổi thì nó kết thúc là coi như là cho đến là năm 31 tuổi thì nó ăn ở trong cung phúc đức. Đó. Thì nếu mà bắt đầu mình tính gọi là tính rợ luôn, mình tính rợ luôn thì cho nó là 6, 16, 26 thì nó kết thúc coi như là cho đến là năm 35 tuổi là nó kết thúc ở ngay cái cung phúc đức. Thì mình mới tính rợ, coi như là bất cứ dương nam và âm nữ thì từ năm 22 tuổi cho đến năm 35 tuổi. Nếu người nào mà phúc đức dày trở thành triệu phú, coi như ở trong chu kỳ đó trở thành triệu phú, coi như là nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con xinh. Tại vì sao mà họ giàu được ở trong cái chu kỳ ở lứa tuổi mà từ 22 cho đến năm 35? Tại cái phúc của họ quá dày và quá tốt. Dù cái tướng của họ nó có, cái tướng của họ về vấn đề phạm vi ở trong cái cung mệnh của họ, nó có ở cái thời quá khứ nó bị thiếu thốn về dinh dưỡng, xương cốt lòi lõm, da xấu, tất cả những cái gì, thì bắt đầu nó được cung phúc đức tốt, nó vẫn phát phúc và nó tốt và nó giàu có như thường. Cho nên tôi mới nói rằng tướng bất cập số, số bất cập tướng. Đó là nói chung hết cho tất cả các cái lứa tuổi, bất cứ cái tuổi nào là thuộc, đó là dương nam và âm nữ. Mà cũng trong từ 22 cho đến năm 35 tuổi mà cái phúc nó quá mỏng thì rất là đau thương. Trong cái đó là cái phúc là trời cho. Trời cho chúng ta cái phúc tốt, đừng mừng, đừng tham vọng, mà ông ban cho chúng ta có một cái phúc kêu bằng là đen bạc, đau thương, lận đận, khốn đốn, chướng nạn, đủ điều, cũng cảm ơn trời, chứ đừng có nên mà bực bội. Phải cảm ơn trời chúng ta mới là trưởng thành. À, do nơi đâu? Do nơi cung phúc đức của mình vào chu kỳ từ 22 cho đến năm 35 tuổi nó không sáng thì tất nhiên nó là tàn gia bại sản, tàn di tru lục,
kêu bằng là vợ bệnh con đau cửa nhà nước ngập tang thương đủ điều do cái phần phúc của mình nó không có. Đó, cho nên mình đừng có than vãn với ông trời. Đừng trách coi như là mẹ đất là lý do đó đó. Còn ngược lại, coi như nó cũng từ 12, 22, bắt đầu từ 22 tuổi cho đến năm 35 tuổi mà thuộc về đó là âm nam và dương nữ. Thì cái giai đoạn đó nếu ai mà thành công trong hôn sự đó, nếu trong cung phối ngẫu cái cung vợ hoặc là chồng mà nó tốt đẹp đó, tự nhiên nhà nghèo lấy được con gái đại gia, lấy được kêu bằng con ông tướng ông tá, lột kêu bằng là được lọt vào trong một cái hũ nếp rất là ngon lành sung sướng nhờ tất cả những gì coi như là bên vợ, thậm chí bên vợ bỏ tiền ra cho ăn học kỹ sư bác sĩ đào tạo thành tài luôn, miễn rằng yêu thương con gái họ thật sự, đừng có mà lăng nhăng kêu bằng là hư đốn là họ vui rồi. Do đây đâu, do này cũng cái chu kỳ cái phần phúc của họ có, nhưng họ ăn nghiêng về ở cái khâu đó là hạnh phúc giữa vợ và chồng. Còn nữ giới cũng vậy, từ 22 cho đến năm 35 nếu mà nên thân, tự nhiên con cái nhà nghèo tất cả những gì bắt đầu là lấy được ông chồng, bên nhà chồng là đại gia, chủ lò gạch, chủ hãng xưởng, chủ chợ, chủ tiệm vàng, chủ tất cả những gì lo cho cuộc đời, rất là thành công trong hôn phối, rất rất là tốt. Do nơi đâu? Do nơi trong cái cung phối ngẫu có những ngôi sao rất ư là tốt đẹp, mà cái phúc của họ được tốt đẹp nữa. Cũng chính vì trong lứa tuổi đó nếu mà được dung bồi, coi như là dung bồi thêm cái âm đức của mình, nó ngay hiện tại đó là cái sự sống nghiêng về cái chân thiện mỹ, sống không kiêu ngạo, sống một cách rất hòa với lại tất cả mọi giới, thì tự nhiên ơn phước đó ăn coi như được trong 10 năm nó rất rất là tốt đẹp, rồi mình trồng cho tất cả các năm sắp tới nó rất là thành công. Đó, đó là tôi nói trong cái lứa tuổi mà lứa tuổi thấp nó là như vậy. Còn hồi sớm cô có hỏi tôi đàn bà mà bắt đầu là có ngôi sao thái âm là nó như thế nào, đúng không? Dạ đúng như vậy, nhưng mà trước khi mà thầy trả lời cái câu hỏi này đó thì Mậu Lan xin thưa rằng nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình mà cần một lá số tử vi mà chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sovaggio sẽ phối hợp tử vi và tướng pháp cho quý vị để mà quý vị có thể thấy được cái tương lai nó chính xác như thế nào đó, thì quý vị có thể gọi làm hẹn với thầy ở trong cùng ngày ở số là 714-909-4322, 714-909-4322. Quý vị nào muốn nhuận sắc lại cái phong thủy của quý vị để mà gia đình hạnh phúc cũng như là làm ăn khấm khá trong cái cơ sở thương mại của quý vị, khách đông và trở lại rồi giới thiệu đó, thì quý vị có thể cũng gọi cho chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sovaggio làm hẹn ở số là 714-909-4322. Và đúng như vậy thưa, trước khi mà on air, trong lúc mà chờ đợi on air đó, thì Mậu Lan có thưa với lại chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đó, Mậu Lan thấy là có nhiều khi đó sao Kế Đô với lại sao La Hầu, đàn ông thì sợ La Hầu, đàn bà sợ Kế Đô, nhưng mà cái sao mà Thái Âm đó thì nó lại đáng sợ hơn là Kế Đô. Tại vì Mậu Lan thấy một người bạn của Mậu Lan bị sao Thái Âm á thưa thầy, thành ra Mậu Lan thấy cổ cũng sất bất lao đao, thành ra Mậu Lan mới hỏi thầy là Thái Âm sợ hơn hay là Kế Đô sợ hơn. Thưa cô Mậu Lan, thưa tất cả các sư huynh đệ đang bước vào nghề còn chập chững, chưa nắm được coi như cái cốt cánh nguyên thủy, cái độ chuẩn trong phép bói toán, trong phép thuật của chiêm tinh, tôi không dám khước kháo, tôi mua danh 3 vạn không bán danh 3 đồng, nó là như vậy. Bởi vì sao? Coi như là trong cái ngành nghề này, thứ nhất là một người thầy không được nói 2 lời, nhất ngôn như phá thật, lời nói ra như một cục đá đã chọi đi đó. Cho nên tôi mới nói hành nghề chiêm tinh dụng số như dụng binh, quan trọng vô cùng việc tử sinh. Đến bậc siêu chiêm tinh Khổng Minh còn thiếu sót, huống chi chiêm tinh gia Lê Tấn Đạt của tôi kém lý cũng không tin, là lý do đó. Sao La Hầu hay là sao Kế Đô thì đó là gọi rằng là cửu diệu. Cửu diệu nếu mà tính cho nữ thì phải lấy con Kế Đô để làm đầu, còn nếu mà tính cho nam là phải lấy con La Hầu để làm đầu. Đó, không có quan trọng là nam La Hầu hay là nữ Kế Đô, khi nào mà bói cho người ta mới dùng con La Hầu để mà tính La Hầu, Thủ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Văn Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Nhưng mà tính cho nữ thì phải lấy con Kế Đô làm đầu, Kế Đô, Văn Hớn, Mộc Đức, Thái Âm, Thủ Tú, La Hầu, Thái Dương, Thái Bạch, Thủy Diệu. Thật ra trong chính cái vị sao đó, sao nào cũng tốt hết, nhưng mà sao nào cũng coi như là không tốt hết. Ủa ông này ông nói sao mâu thuẫn vậy? Yeah.
Đó. Tại sao người ta có cái ngôi sao Thái Bạch mà người ta mua gạch, gạch người ta cất nhà lầu. Đó. Còn tại sao người ta có cái ngôi sao Thái Dương mà vẫn đi ra trình diện với cảnh sát. Đó. Thái Dương là thăng quan tiến chức, diệt sạch vi trùng, tấn tài, tấn lộc, tất cả những gì, nhưng mà tại sao vẫn ăn cái còng như thường. Đó. Quý vị nào mà nặng về ở trên sách vở là quý vị sẽ còn bị rớt dài 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 dài. Muốn hiểu được điều đó phải học ở trong dịch lý. Còn hỏi tại sao cái ngôi sao Thái Âm nó rất là tốt như vậy. Đó. Thái Âm là mẹ hiền, là bà nội bà ngoại. Thái Âm là kêu bằng là có thai. Thái Âm là bắt đầu là điền đất sự sản của mình, bắt đầu là được sáng ra thịnh vượng, mua may bán đất, đắc tài đắc lộc. Mà tại sao mà so với phái nữ là nó xấu. Tại vì sao? Phụ nữ là thuộc âm. Dạ. Đàn ông là Thái Dương. Đàn bà là Thái Âm. Đứa con trẻ, con trai thì nó là Thiếu Dương. Yeah. Mà đứa con gái còn nhỏ thì nó là Thiếu Âm. Cho nên quý vị hãy nhìn ở trong cái âm dương đó, tiếng Tàu, tiếng Hoa gọi là Yin Yang hả thầy? Yin Yang. Dạ. Cho nên tại sao một bên sáng đỏ lét, rồi cái ở trong có cái chấm đen. Đó, tại vì cái chấm đen đó, đó nó là Thiếu Âm. Nó sẽ lớn lên, cái gì nhỏ nhất là cái đó lớn nhất, nó sẽ lớn lên, nó bát cái dương đi. Bắt đầu nó sẽ trở về từ cái ban ngày mà nó trở về thành cái ban đêm. Rồi khi cái ban đêm nó thịnh rồi á, cái ở bên kia nó đen thùi lùi, cái tại sao lại nó lại có cái chấm đỏ. Đó, cho nên nó là bên Thái Âm nó cực thịnh, thì bắt đầu trong đó lại có cái Thiếu Dương. Cái Thiếu Dương đó bắt đầu nó trưởng lên, bắt đầu cái trở thành đó là Thái Dương, cái nó mất đi hết cái ban đêm, cái nó trở thành lại đó là ban ngày. Mà ngôi sao Thiếu Dương là cái ngôi sao gì? Thưa quý vị, trước khi mặt trời bắt đầu mọc lên thì quý vị phải nhìn về phương đông, thấy cái ánh sáng bình minh vừa ló dạng rất là đẹp, đúng không? Nếu mà trời quang mây tạnh, ánh sáng bình minh đó rất là đẹp. Đó, thì cái ánh sáng đẹp đó biểu tượng đó là Thiếu Dương. Thiếu Dương là đứa con trai còn nhỏ. Dạ. Khi mà mặt trời lên rồi thì Thiếu Dương mất rồi. Đó, Thiếu Dương đã mất rồi. Thì lúc đó là mới gặp được mặt trời, thì đó là Thái Dương. Thì đó là biểu tượng của đàn ông. Biểu tượng đó là thần mặt trời. Trong cơ thể của chúng ta thì đó là tim và đôi mắt. Đó, ở trong vạn vật là tim và đôi mắt và máu huyết, đó là thuộc về đó là mặt trời. Còn đàn bà phụ nữ là Thái Âm. Đó, là Thái Âm. Thì Thái Âm nó đẹp vào lúc nào? Thái Âm nó đẹp tùy theo ngày. Đó, Thái Âm nó đẹp là tùy theo ngày. Những cái ngày mà trăng tròn, bắt đầu nhìn về phương đông, coi như trăng lên rất là sáng tất cả mọi sự. Nhưng mà bắt đầu chừng trăng mà bắt đầu là nó già rồi, bắt đầu nó huyền rồi, nó huyền từ từ rồi, cho nên con người bắt đầu là phải già khàn. Đó, mà giữa ban ngày mà bắt đầu cái mặt trăng bắt đầu đứng bóng thì giống ai đâu, ai thấy mặt trăng đâu. Cho nên cái thời đại gia nó qua đi. Đó, cái thời hoa hậu, qua lại gì đó bắt đầu là coi như nó qua đi. Đó, cho nên nó có cái câu ai ơi có trăng nào tròn mà không vơi đó là lý do đó đó. Đó, có hoa nào đẹp mà không phai là lý do đó đó. Có tình nào không phai hết. Đúng rồi. Yeah. Đó. Có hoa nào không tàn. Dạ. Yeah. Yeah. Thì bây giờ đi thẳng vào đàn bà có sao Thái Âm là xui. Bởi vậy Thánh Tổ mới nói rằng là Nguyệt Cung Hoàng Hậu Thái Âm, tháng Giêng tháng 11 phải lâm khổ nàng. Đó. Khổ nàng là khổ nạn đó. Mà cũng là khổ nàng. Nếu người đó muốn sanh con đẻ cái rất là dễ có thai. Nếu người đó mà giận dữ, dễ bắt đầu là cao máu. Một là bị thiếu máu, hai là cao máu. Ba là sản nạn về vấn đề máu huyết và máu não. Bốn là sẽ bị đàn bà bắt đầu giật chồng. Đó, năm là sẽ bị bắt đầu nhà tan cửa nát, kêu bằng quan sự giấy tờ, nhà cửa bị người ta xiết. Đó, mà năm nay nè, đây là tôi nói hết cho một cái lứa tuổi coi như là canh túc luôn á. Yeah. Đó là phụ nữ có ngôi sao Thái Âm. Canh túc là sinh năm mấy thầy? Sinh năm 70. Dạ. Đó, thì năm nay 49 tuổi. Thì thọ vào Thái Âm, năm nay rất là trầm trọng. Thứ nhất, Thái Âm là thuộc thủy. Mệnh thì lại là thuộc kim, kim sanh thủy. Cho nên, đã kỵ với ngôi sao rồi, bổn mệnh còn làm lợi cho ngôi sao nữa. Cho nên, một là sẽ bị đàn bà nó chửi cho dại mặt ra. Hai là đàn bà nó giật chồng. Ba là bắt đầu nhà cửa bắt đầu nó làm cho điêu linh, không đủ tiền để mà bắt đầu là coi như là trả tiền nhà.
đó. Mà nếu giao tình với lại tất cả về vấn đề phạm vi tình yêu, tình cảm bất chính không rõ ràng thì bắt đầu là còn đại xui xẻo nữa. Đó, nó là như vậy. Thái âm trong cơ thể thì nó là bộ máy sinh nở. Đó, mà nếu mà giao du tình cảm tình yêu không rõ ràng thì tất nhiên việc may đâu không thấy, thấy toàn là việc xui nó xảy ra. Thậm chí có những người sản nạn về vấn đề phạm vi khi mà đi xe cộ. Do nơi đâu? Do nơi buồn phiền là một nè, xảy ra chuyện. Hai, giận dữ, bắt đầu là lao vô cột đèn, lao vô xe 18 bánh nè. Đó, cái thái âm đó, nó hại như vậy đó. Đó. Mà những người nào mà tập bè băng đảng, không chịu tu phận, lo bắt đầu nhà hàng, nhà kê, nhiều chuyện này kia kia nọ, nó còn xảy ra chuyện xui gấp bao nhiêu lần. Đó, cho nên nó là khổ nạn, mà nó thật ra nó là khổ nạn. Đó, thì phải nói rằng xui liên tiếp 3 năm, xui liên tiếp 3 năm với cái lứa tuổi Canh Tuất, đó là phần đông. Coi như là 100 người là hết, là 75% xui xẻo nó nằm ở trong đó. Trừ ra những người có căn tu, những người bắt đầu phải chịu khó tịnh khẩu, những người phải chịu khó bắt đầu là diệt đi tất cả các cái sự sân si của mình thì mới được mở đường, mới được cái sự cứu cánh của bề trên. Còn nếu mà ỷ lại ta đây, ô ta còn nhan sắc, tất cả những gì bắt đầu là coi như là lo gì. Có những lứa tuổi, đây nói một cách chung chứ không có riêng về một ai, thậm chí bắt đầu là mua cái nhà 1-2 triệu đẹp đẽ để ở bề ngoài. Đó, sống bằng một cái cách gọi rằng là ngụy trá, đây là thế giới cao cấp. Đó, năm nay trúng ngôi sao Thái Âm, câu đại gia đâu không thấy, thấy toàn là bắt đầu là coi như yêu tinh quỷ quái nó xuất hiện. Đó, vô bắt đầu là coi như là bắt hồn lộn. Đó, rồi gặp đủ chuyện xảy ra, thậm chí có những người bị kéo nhà sạt nghiệp vào năm nay. Đó là phần đông, cái nhà nó giật. Nhưng mà thưa với thầy là khi mà thầy nói tuổi Canh Tuất đó, mà thầy nói từ nãy giờ ấy, coi như là quý khán giả được free cái phần mà tử vi tổng quát. Phải free cho một cái. Dạ, trời, tử vi tổng quát. Nhưng mà thưa thầy là cái tuổi Canh Tuất đó nó có liên quan đến cái tướng pháp không thầy? Có. Chẳng hạn như tướng thủy rồi tướng kim này kia không thầy? Rất là tất cả mọi người đều Canh Tuất đều bị như vậy hết. Nếu mà tuổi Canh Tuất người nào mà nước da ngâm với lại nước da bánh ít á thì nó đỡ. Dạ. Mà những người nào nước da trắng như bông bưởi xùi lắm. Nước da trắng, nước da hồng coi như rất là xui. Thành ra đó là lý do tại sao mà hồi xưa đó Mộng Lan hay nghe các quý vị mà có lòng đó thưa thầy, là những các chim tinh gia cũng như các thầy bói đó hay cho chúng ta biết cái vận mạnh của chúng ta, rồi sau đó là cô phải ráng tu nhân tích đức. Cái hồi đó Mộng Lan cứ nghĩ rằng là cái quý thầy nói như vậy để mà hễ mà quý thầy nói không trúng ai cũng trúng bê, nhưng mà thật ra đúng như vậy đó thầy. Tại vì đó Mộng Lan thấy cái vấn đề mà tu tâm đó, nó rất là quan trọng, và cái đó là cái mà khó làm nhất thưa thầy. Tại vì khi mà có chuyện đó chúng ta nổi sân si tâm bành lục tặc lên là Mộng Lan không thấy là ai hại, chỉ thấy là mình với là đầu óc của mình nó điên đảo lên, là máu mình nó lên, mà có nhiều người máu lên uất quá, nhiều khi bị coma luôn đó thầy. Thành ra đúng như là thầy nói đó, thành ra nếu mà quý khán giả đang theo dõi chương trình mà quý vị cần đến một chim tinh gia có thể luận được cái lá số tử vi cho quý vị, cái điều này rất là quan trọng. Tại vì quý vị cũng biết là thời đại bây giờ thời đại điện toán, cho nên là quý vị chỉ cần bấm cái ngày sinh tháng đẻ năm sinh quý vị trên cái computer thì quý vị sẽ in ra được một cái lá số tử vi, ai cũng in ra được hết đó. Nhưng mà thậm chí luận cái lá số tử vi đó như thế nào để mà trúng về cái vấn đề tương lai nó rất là quan trọng, thì quý vị có thể gọi cho chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio làm hẹn với thầy ở số là 7149094322, 7149094322. Ngoài ra quý vị nào có những cái thắc mắc, quý vị cũng có thể đến để xem một cái quẻ bài, hoặc là quý vị có những cái câu hỏi cần trả lời, quý vị có thể đến để bốc dịch, thầy cũng có thể giúp cho quý vị để trả lời một số những cái thắc mắc cũng như là câu hỏi của quý vị. Mộng Lan thấy đó là thầy làm những cái vấn đề mà liên quan đến tương lai rất là chính xác, còn cái vấn đề quá khứ chúng ta không cần biết, cũng như hiện tại thì chúng ta đâu có cần biết đâu, nhưng mà cái tương lai đó chúng ta cần biết. Thì trong cái cuộc sống nó có nhiều khi chúng ta nổi tam bành lục tặc sân si, hoặc là chúng ta buồn chán về một cái chuyện gì đó, thì thưa với quý vị là thầy hay nói đó là cô hãy bỏ đi những cái chuyện đó đi, là tại vì nếu cô không bỏ thì cô buồn một vũ trụ thảy lại 10 cái buồn hơn cho cô, phải không thầy? Thật sự là như vậy. Tại sao kỳ vậy thầy ha? Có gì đâu, rất đơn giản. Quý vị hãy lên ở trên cái mạng, quý vị download cái app của vệ tinh NASA hả? Rồi quý vị sẽ nhìn vô trong một cái hình của mặt trời. Quý vị nhìn vô cái hình mặt trời sống luôn nha, mặt trời thật sự sống luôn á.
một second nó nổ ra hàng tỷ hàng tỷ hàng tỷ bắn ra những là cái nổ. Những cái flare dạ, giống như cái núi lửa chứ này dạ. Nó cứ phun lên vậy nè dạ. Thì cái não của chúng ta với cái tâm của chúng ta là mặt trời dạ. Đó cho nên nó thượng đế ở đâu, thượng đế ở trong ta chứ không phải thượng đế ngoài kia. Thượng đế ngay trong ta đây nè. Có nhiều người nói để tôi qua bên Tây Tạng coi như tôi bái bên đó tôi mới có Phật mới có thượng đế, tầm bậy. Nó là như vậy, ngay cái tâm của mình. Cho nên tôi mới nói ăn bậy được à, thậm chí cái người đó khao khát tất cả những gì, cái sự mà lấy bậy là cái sự đó là không có đúng, nhưng nó là còn cốt thuốc thì thôi cái đó cũng à, coi như bỏ qua được, mắt nhắm mắt mở được. Nhưng cái chúng ta không được nói bậy và suy nghĩ bậy đó, tại vì cái tâm của chúng ta khởi lên sao là cái khẩu của chúng ta nó xuất vậy đó. Cho nên tại sao mà cái người cảnh sát mà người ta hay bắt những người hù dọa đó, là bởi vì loạn tâm là loạn ngữ, mà loạn ngữ là loạn động. Mày hâm mày bắn người đó là bây giờ tao không biết, trước hết tao dịnh mày trước cái đã đó. Nó là như vậy, trong vòng bắt đầu là bao nhiêu tháng phải bị cái sự theo dõi hoặc là giam giữ đó. Tại cái tâm của mình nó loạn, loạn tâm là loạn ngữ, mà loạn ngữ là loạn động. Cho nên những người ăn cắp tiền, ăn cắp gì mà bắt đầu khi xảy ra hiện trường nó ở kế bên ta, một là nó ra miệng trước, hai là con mắt lấm lét, ba là có hành động bắt đầu là coi như bất thường. Chỉ có người thân của mình nó mới biết của cải ở đâu, người thân của mình nó mới biết tẩy mình, nó dùng mình rồi bắt đầu là coi như là nội công ngoại kích. Nó hợp lại bắt đầu nó mới đánh bể cái thùng tiền được. Đó, coi như là tất cả những gì nó phải có, giặt trong giặt ngoài. Đó, nó có nước đồng rồi nước sông nó mới nhảy. Nếu nó không có nước đồng, nước sông nó không có nhảy. Dạ. Thù trong giặc ngoài đó phải không? Đúng. Dòi trong xương nó dòi ra. Dạ. Đó. Sợ nhất là những người thân của mình, sợ nhất là anh em chung quanh mình thù sợ trong nhất ngoài. Cả cha lẫn mẹ giống luôn. Giống như rồi. Là nó là như vậy. Thầy nhớ ở trong truyền thuyết cổ xưa vậy đó, là cổ được cứu nhưng mà cổ lại rải lông ngỗng rồi rốt cuộc rồi đó là giặc cũng phải đến thôi, thầy thấy không? Thì vậy. Ra, giặc dạ. Ở đâu chứ con gái của mình thì giờ giặc tới. Đó là như vậy đó. Dạ. Cái thùng tiền mình chôn ở đó làm sao ai đâu mà biết. Chỉ có cái đứa ở đợ mình nó biết, chỉ có thằng anh thằng em, cái thằng anh kết nghĩa hay là hoặc là cái gì nó biết, nó không có lấy nhưng mà nó chỉ bên ngoài tới lấy. Đó rồi nó còn có đóng những cái màn kịch nữa, nếu mà trong đó nó liên quan về vấn đề phạm vi coi như là có quyền lợi đó, nó đủ trò hết. Muốn tu và muốn làm chiêm tinh và muốn tu cho đắc đạo phải ráng thành tâm thiện ý cầu nguyện ơn trên sẽ cho mỗi một con người của chúng ta có một cặp mắt kim cang, giống như Tề Thiên nhìn xuyên núi. Mà cặp mắt kim cang đó là gì? Đó, có nhiều người nói chắc cặp mắt kim cang này chắc là coi như móc hai mắt thật ra, gắn hai mắt giả vô quá. Coi như cặp mắt kim cang đó là cặp mắt trí tuệ. Đó, mà muốn có được trí tuệ thì con người phải bình tĩnh. Chỉ có sự bình tĩnh mới quán chiếu được hết tất cả. Con người càng nhảy động là tự mình giết mình, con người mình tự giận, coi như là duỗi với chính mình, thì vũ trụ sẽ đem lại cái sự mười cho mình. Do nên cái tâm của mình nó nổ giống như cái mặt trời nó nổ lên vậy đó. Nó cứ khởi nó bung lên, nó không nghĩ tới việc thiện. Cho nên nóng rồi lại thêm nóng cái rồi mạch máu não nó bứt cái tạch chết luôn. Nếu còn nhỏ nó được lướt qua, nếu mà chịu không nổi là đã bứt. Người lớn lý do bứt mạch máu não là do nơi cái sự giận dữ. Đã muốn làm một cái gì đó tức thời cho được mà không được, chính mình quay trở lại đập với chính cái cơ thể mình. Đó, nó mới xảy ra chuyện. Cho nên người mà có ngôi sao Thái Âm là phải luôn bình tĩnh, bởi vì Thái Âm nó là huyết khí. Khi giận quá nó nóng lên xong cái nó hàn khí thì khí nó không có lưu thông, huyết nó không lưu thông, đó bế tắc mà chết. Nó là như vậy. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Như vậy là đâu phải lá số tử vi nào cũng có sao Thái Âm nó trụ phải không thầy? Thành ra mình phải coi mình biết được chứ phải không ạ? Thái Âm là đi theo cửu diệu khác. À dạ. Còn dạ, Thái Âm cái đó. Thái Âm mà nằm trong tử vi của từng đại hạn thì nó là khác. Như vậy thì Mộng Lan mong là trong tương lai thầy sẽ nói về cái Thái Âm mà đi trong cửu diệu là cái gì đó, thì trong tương lai thầy sẽ trình bày. Và Mộng Lan cũng xin thưa với quý khán thính giả đó là nếu mà quý vị đang còn theo dõi chương trình mà quý vị cần đến một chiêm tinh gia, địa lý gia, có thể luận cái lá số tử vi
cho quý vị một cách rất là chính xác về tương lai, quý vị hãy gọi cho Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Savaggio. Ngoài ra quý vị cần đến một vị thầy có thể đến để nhuận sắc lại cái phong thủy cho quý vị ở trong căn nhà hoặc là cơ sở thương mại của quý vị, rất là quan trọng, tại vì người Mỹ họ cũng tin feng shui, tức là phong thủy đó quý vị. Thì có tin có lành, nếu mà quý vị cần đến có thể gọi cho Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Savaggio ở số là 714-909-4322, 714-909-4322. Quý vị đang theo dõi trên hệ thống YouTube mà quý vị muốn liên lạc với lại Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Savaggio, quý vị cũng có thể liên lạc qua cái email của thầy là dattấnle1969@yahoo.com. Trong cái giờ phút này thì đã không còn nữa cho nên là chúng ta đã hết giờ, mời thầy có đôi lời cuối với quý khán giả của chúng ta thưa thầy. Thưa quý vị, trước nhất là cảm ơn quý vị đã từng theo dõi trong cái YouTube của tôi, và cũng được coi như là cái sự giới thiệu của quý vị đã xem rất là tốt. Còn có một cái này, có nhiều người thắc mắc nói thầy không nên lấy cái chữ siêu âm coi như là viết ý kiến ý cò. Thưa thành thật hỏi tại sao mà tôi lấy hai chữ siêu âm. Siêu âm này không phải là siêu âm cho đàn bà. Siêu âm này có nghĩa rằng nhìn một cái tướng trong một cách âm thầm qua tầng sóng của đại não của mình. Nhìn một cái biết rằng số người này thành bại tốt xấu ra sao, gọi đó là siêu âm. Chứ không phải cái siêu âm này là để dành siêu âm về vấn đề đẻ chữa của đàn bà. Đó, siêu âm cho tướng pháp. Nhìn tướng này là biết ăn cướp rồi, nhìn tướng này là biết du đảng rồi, nhìn tướng này là biết làm ông chủ rồi, nhìn tướng này là biết là kêu bằng là chuyên môn giật chồng ta, giật vợ ta là biết rồi. Đó, đó là gọi là siêu âm. Đó, siêu âm cho tướng pháp. Cho nên đừng có bắt lỗi tôi một cách vô lý, thật tội nghiệp. Đó là như vậy. Cảm ơn thầy. Con người rất là tàn độc, quý vị có biết không, là khi mà mình làm cái gọi là servicing đó, tức là mình phục vụ cho những người xung quanh mình đó, mình mới thấy là cái sự tàn độc của họ đến như thế nào. Có nhiều khi chỉ một lời nói thôi, hay là một câu một quý vị đánh vô thôi, có thể làm cho cái ngày hôm đó là một cái ngày tối đen như mực. Thưa quý vị, chúng ta hãy dùng những cái lời tốt để mà nói với nhau, và hãy đối xử với nhau bằng cái tâm thiện. Chúng ta không cần phải nổi sân tam bành lục tặc, tại vì tất cả những cái gì mà chúng ta tạo cho người khác đó, nó sẽ trở lại và nó sẽ làm cho chúng ta rất là đau khổ về những cái chuyện đó, để chúng ta có thể tự nếm thuốc của mình cho người khác uống. Thưa quý vị, và cái số điện thoại một lần nữa của Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Savaggio là 714-909-4322, 714-909-4322. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Phong thủy là một học thuyết có nguồn gốc từ thời cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến vận mệnh, phúc họa của đời người. Muốn cho mái ấm của quý vị có nhiều tiếng cười, mọi người sống trong hạnh phúc, bình an. Muốn cơ sở thương mại của quý vị có đông khách hàng, khách vào lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và sẽ trở lại. Xin gọi Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt để thầy đến nhuận sắc lại phong thủy cho quý vị với một giá cả thật phải chăng. 714-909-4322. Đời người là một cuộc hành trình biết bao hạnh phúc, sung sướng, khổ đau, thành công và thất bại, đôi khi làm chúng ta chán nản với cuộc sống hiện tại vì không có câu giải đáp để chúng ta có đủ can đảm tiến bước. Mộng Lan xin hạnh giới thiệu đến quý vị Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy lúc 12 tuổi, chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, bói bài, bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt trong cùng ngày ở số 714-909-4322, 909-4322.